Michael Audio xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh Michael Audio, chuyên âm thanh karaoke gia đình, ghép những bộ karaoke cũng như là chuyên buôn bán vang số cục đẩy lọc xì. Hôm nay thì em sẽ ghép cho anh Nguyễn Thành ở bên Bắc Ninh một bộ karaoke. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 5 tháng 1, thì sáng nay em vừa ghép cho một bác ở Hà Giang thì đã chuyển ok rồi. Thì anh Nguyễn Thành cũng đặt luôn với bên Michael Audio. Thì chỉ có một chút thay đổi, đó là anh không lấy con nâng tiếng mà chỉ lấy thêm con lọc xì. Thì bộ karaoke này thì có một con đẩy CA9, dòng đẩy 20 sò, 18 sò bù áp, và một con vang ETC HC8 hàng xuất USA. ETC HC8 và một con lọc EQ1231 hàng xuất USA 64 cần gạt. Con này thì còn khá là đẹp và mới, được tầm 95-97% hàng xuất USA luôn. Lọc xuất USA này, vang xuất USA này, và một loa RKB dòng loa thương hiệu của Đức. Dòng này là một bát 30 và một kèn, công suất là 350W một loa, đánh 8 ohm. Nếu mà nhà các bác rộng từ 25 đến 30 mét vuông thì nếu mà sử dụng đôi loa này thì không cần phải thêm trầm, chỉ cần đôi loa này là đã đủ rồi, vì dòng loa này chống rất là sâu. Sau đây thì em sẽ test qua chọn bộ dàn karaoke này cho anh Nguyễn Thành. Đều là ca đăng hết các bác nhé, đều là dây xịn ca đăng hết, chuẩn chỉ cho anh luôn. Dòng 1231 USA và dòng vang ETC USA. Ok, giờ em sẽ test luôn một bài karaoke khi không sử dụng vang với idol, xem cái chất âm nó cũng khác hơn so với sử dụng vang với idol chọn khi mà sử dụng qua cái con loa RKB này không các bác nhé. Kèm theo bộ karaoke này sẽ là một mic KSM9, dòng mic mà hát rất là nhẹ và dây dài của nó 7,5m. Ok, giờ này em sẽ test cho các bác cùng thẩm âm. Thank you.
Vâng, em vừa test qua một đoạn karaoke để cho các bác cùng thẩm âm. Khi mà các bác không ghép qua con idol thì cũng tiếng cũng sẽ ấm hơn, vì căn bản là khi qua idol thì phần chest nó nâng lên. Thì em đã ghép thêm cái con lọc xì này vào thì nó đã bù được cái phần chest đó. Ok, rất là cảm ơn anh Nguyễn Thành đã tin tưởng cũng như là sử dụng sản phẩm bên Mike Audio. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.